Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Phú Yên, kiểm tra việc thực hiện năm dân vận chính quyền năm 2018. Thực hiện năm dân vận chính quyền 2018, tỉnh Phú Yên đã chủ động xây dựng chương trình, tập trung vào nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước như bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao sự nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của tỉnh Phú Yên. Nổi bật là nền kinh tế đã chuyển biến tích cực, 17 trên 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác dân vận là hết sức quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là phương thức để giành thắng lợi trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cán bộ, người đứng đầu các cấp, đội ngũ công quyền và cán bộ của tỉnh Phú Yên cần nhận thức sâu sắc hơn và làm tốt công tác này. Các cấp ủy, chính quyền phải hành động kịp thời để đạt sự hài lòng của người dân, thực hiện công khai, minh bạch mọi chủ trương, đường lối, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để người dân tham gia giám sát công việc của chính quyền, quan tâm đến nguyện vọng, lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân.